Bạn Chi mấy bạn ơi, thân đã giải quyết hai cái MS rồi thách chưa? Alo. À, bạn bạn thân phải cho em cái project plan 365 được không thầy? Cái nào cũng được, miễn là nó giải quyết được công việc, ok. Kiểu project từ thời 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 Mông đó thầy. Hả? Ảo project từ thời cổ đại. Cái gì? Em nói gì người thân? Bản thân tích nó hơi cũ á. Thì kiếm cái phần mới đi. Cái Phần phần mới mới nó đó. mắc tốn tiền. Đâu có cái nó rắc đi, em trên mạng rắc không sạch với hàng đó. Mình phải có năng động lên rắc lên, tìm cái rắc á. Chứ cái phần ấy nó không hợp với mình đâu. Phần cũ không là mới phiên bản cũ không hợp đâu. Mình nước nghèo mà mình chơi cái trò hơi xấu tí. Đúng là thầy không được nói nhưng mà mình lấy rác thì mình học trước đã, lấy phần nguyên ha, làm in lấy phần nguyên, ví dụ như là năm, ví dụ như là in in của bao nhiêu đấy, của 3.2 thì cái này nó sẽ lấy phần nguyên là mấy, là 3, nhưng mà in in của 5.7 5.8 đi thì cái này nó là mấy, nó vẫn là mấy các em, vẫn là năm vì lấy phần nguyên mà, phải không các em? Ok chưa? Như vậy thì có phải là 10 in của 10 có 10 mà chia mấy, chia 7, 10 chia 7 là bằng 1 chấm mấy đúng không các em? Đúng các em? Alo, 10 chia 7 là bằng 1 chấm mấy đúng không ạ? Thầy nói cả cả lớp nhấn cái khoảng, các em nhấn cái khoảng trắng xuống, các em trả lời thầy cho nó có tương tác nha. Chứ còn các em không nói gì là nó giống như là các em chạy đâu á, nên là thầy hồi thầy bắt mở mic chở mở cam hết bây giờ đó. In là 10 chia 7 thì bằng gì đấy, bằng 1 chấm mấy thì kết quả lấy mình nguyên là bằng 1 đúng không? Ok chưa? Bây giờ lớp không biết là mấy đứa nó có ngồi trước máy không, bây giờ thầy sẽ chơi cái trò là mở cam á à, chứ các em mà không có học hành mà không ấy là thầy bắt mở cam á, hỏi không đứa nào nói gì cả. Đúng chưa? Rồi, giờ yêu cầu tất cả mở cam hết lên thầy đây. Tôi thấy không có mở cam là tôi đánh vắng. Yêu cầu mở cam hết lên đã. Không mở cam mà không ngồi trước máy là những bạn đánh vắng. Cam bạn nào hư hay gì là nhắn lên nhóm liền. Tôi chờ một phút nữa tôi điểm danh. Bạn nào có cam tôi xử lý. Một đến 10 kiểm tra thầy bạn nào không có cam. Một đến 10. Một đến 10 kiểm tra bạn nào không có cam báo thầy. Bạn số 1 vắng đúng không? Số 1 đâu? Alo. Số 1 có không? Có được cam đâu? Em điểm danh những bạn không có cam cho thầy. Chắc không? Bạn Chi số 6 đâu có cam đâu. Dạ có mà. Có thì giờ đâu có thấy nó đâu, Chi đâu có thấy hình thì Chi đâu. Có thể mua nhưng mà có mà không phải. Chi đâu rồi, nó có mở cái gì đen thui á. Em này phải. Nhưng mà sao không để hình? Mặt đâu? Em không biết nữa, nó là vậy mà. Quay cái cam vào vào em coi. Đó, giờ mới quay đấy. Giờ nó bây vậy em không biết là tính che cái gì đấy mà mấy chi. Giờ kêu cần phải mở cam suốt lúc học nha. Chứ giờ thấy lớp mình nó không 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 có không có không có ấy rồi. Từ hai bạn tắt mic đi, bạn nào tắt mic mở mic á. À, từ 2 đến 20, từ từ 20 đến 30, 20 30 kiểm tra cam thầy. Dạ có thầy. 31 40. Dạ 31 là
dạy cho chú thầy. Mai mốt là be thầy. Bà nó không có cam đúng không? Dạ. Bà nó đi đâu rồi thấy không? Để chỗ này nó vắng không cam. Có nghĩa là nó bỏ đi rồi đó, nó mở đây nó đi chơi đó. Dạ, 46 không mở đây. 46 thằng này mở đi chơi rồi. Nó vắng mở cam này. Thầy em 46 để em mở lên cái điện thoại em không có bực được. Thế từ nãy giờ em không dùng học mà học bằng máy mà em học bằng điện thoại là sao? Là 46. Tại em chưa có kịp bật máy. Em cái câu là đó không nói nhiều nha. Tới bây giờ là mình 7 giờ 55 mà em ở nhà mà em chưa kịp. Như này cái thằng người yêu mà nó nghe thấy em câu đó thì nó vui nó buồn. Một con gái gì mà để em lấy lát, tại vì lát em sạc chưa có đầy. Em giải những cái giải thích của em nó rất buồn cười. Ráp chưa có đầy thì mình cắm trực tiếp chứ có ai bắt phải có điện đâu. Chai pin rồi. Ôi giời, em hiểu cắm vào rồng mà chai cái gì mà cái chuyện chai nó đáng kể gì, công việc của mình thường học mình phải làm chứ mình làm cái trò này thầy không thấy cái giải thích em không hợp lý. 8 giờ rồi thằng nào đang yêu em mà nó nghe thấy em nói như này là nó suy nghĩ về người tương lai của nó như thế này thì sao? Hết không? Như vậy là bạn thì đợi thế đang lấy lại cái bực cam. Thầy không phải đợi, giờ em cứ lấy đi. Nhưng mà thầy đánh bắn em thì cái tất cả cái này nó quy vào điểm nha. Sau này nó sẽ quy vào điểm. Bây giờ học mà học điện thoại lâu là thầy sẽ kêu chia sẻ màn hình nha. Bạn Đoàn Thị Ngọc Thơm đâu rồi? Tất cả cứ phải mở cam, dọi vào là ngồi trước mặt. Chứ còn đi chiếu đi đâu là không ngồi trước mặt là không học. Lớp bữa trước là thầy cho thoải mái nhưng mà hôm nay là các em cái thái độ học tập của các em nó không có đúng. Các em thầy hỏi là các em không trả lời, có nghĩa là các em ngồi trước máy. Thủy Tiên đâu rồi? Tôi nhắc tên là màn hình mà đen mà quay đâu là tôi đánh bắn nha. Bạn Thủy Tiên đâu lên tiếng? Dạ em đây thầy. Tại sao màn hình của em đen thui vậy? Cam của em. Dạ em một cam mà nó bị đá, cái cam của em nó bị hư. Đâu có, giờ nó chiếu đi đâu á. Em chiếu đâu hả? Ồ, có nhiều bạn này không ấy này. Lê Thị Huyền này, Yến Phương này, Nguyễn Trân này có cam đâu. Lê Thị Huyền. Yến Phương, Lê Thị Huyền. Yến Phương đâu? Tại sao ba này, cái bạn ba nãy mới báo đầu con báo Yến Phương đâu? Yến Phương với Nguyễn Trân này. Bạn ba ba. Bạn ba ba. Ba ba à có nói không có cam. Bạn Yến Trân là 13. Thầy xử những bạn này là thầy xử chứ. Yến Trân 13 không có cam. Vậy thì nãy sao bạn Kỳ Dĩnh đâu rồi? Kỳ Dĩnh đâu? Kỳ Dĩnh ơi. Bạn Kỳ Dĩnh này đi đâu rồi? À bạn Kỳ Dĩnh này vắng. Bạn Kỳ Dĩnh này vắng không nói. Nhưng bạn thế bạn 20, bạn 20 là bạn Hữu Kháng. Hữu Kháng đâu? Ngô Hữu Kháng. Dạ. Thầy ơi, số 13 không có cam nhưng mà có học không thầy? Nó học, nó không có học, nó bật đây xong nó đi chơi. Em không hiểu à? Nó bật xong không. Đi chơi. Nếu có là từ đấy. Em là ai? Em mời em học thầy. Em là ai đó? Dạ em số 13 mà thầy. Thế sao từ nãy giờ thầy họ nói em im ru mà? Không phải thầy hỏi chú khác mà thầy hỏi bệnh khác chứ không em đâu, thầy đâu kêu bỏ không thầy. Thầy nói bệnh khác, thầy ghi bỏ không mà thầy. Đâu? Đó, thầy ghi đâu, bỏ không đó thầy. Thầy nói bệnh khác mà. Đâu, bảo đâu. Bảo hơn đâu, có cam đâu, bảo cao hơn đâu. Dạ, cam mà thầy. Thấy không thầy? Rồi đây đó. Dạ. Rồi tất cả cứ ngồi trước cam học bài thôi. Bữa nào tôi kiểm tra không có tôi đánh vắng. Mà cứ vắng cái này tôi trừ nặng lắm nha. Trừ điểm đó nha. Trừ nặng á. Rồi chúng ta quay lại bài tiếp.
mất tốn thời gian. Rồi bây giờ hàm in các em đã có hiểu chưa? Hiểu bài chưa các em? Các em nhấn khoảng trắng các em trả lời cho thầy. Có bạn nào không hiểu hàm in không? Hiểu rồi. Rồi. Hàm in xong rồi đến hàm mốt nữa. Hàm mốt nữa. Hàm mốt đây là số bị chia. Bị chia phẩy. Số chia. Ồ hàm mốt là thầy dạy các em chưa nhỉ? Tại bên em hàm nó bên cái họ bài hệ thống bài tập của mình hàm nó lung tung lắm. Hàm mốt thầy dạy các em chưa? Chưa thầy. Số dư. Lấy số dư, ví dụ đây hàm mốt. Hàm mốt của 10,3. 10,3 có nghĩa là 10 chia 3. 10 chia 3 bằng 3 dư mấy? 3 dư 1 thì đây là lấy 1, đúng không? Mốt của 10,7 có nghĩa là 10 chia 7 bằng 1 dư mấy? 1 dư 3 bằng 3. Như vậy mốt của 10,5 nghĩa là 10 chia 5 bằng 2 dư mấy? Dư 0 và kết quả bằng 0. Vậy các em hiểu hàm mốt và hàm in chưa cả lớp? Cả lớp hiểu hàm mốt và hàm in chưa? Dạ rồi. Giờ thầy hỏi ai trả lời nhanh nha, nhấn khoảng trắng là trả lời nhanh nha, chứ không chơi cái trò nữa. Như vậy số tuần của mình đây 11 thì có phải bằng in của đây thầy nháp của cái bên nha, nháp của bên bằng nháp là in của cái này mình chia cho 7 ha. Nếu như vậy in cái này chia 7 và để tăng phần lẻ lên cái gì nhỉ? Đây là number sao cái này nó ra chẵn không ta? Lấy hai số lẻ thì ai định nghĩa lại chỗ này rồi. Number có được Simon này, có lấy số lẻ này. À đây là nó in mất rồi, không có in gì cả. Đây mình cái lấy cái này chia 7 ha. Đây chia 7 đây. Thì thầy chia 7 như này á thì có phải đây lẻ không? Nếu thầy lấy số 1 này là số tuần đúng không? Đúng các em? Như vậy áp dụng ở đây thì mình lấy hàm in. Đấy, thế nên thầy bằng in của gì đấy? Lấy cái này chia cho 7, đúng không? Tại vì nó là 1.5 thì lấy phần nguyên là 1. À, hiểu bài không hả bạn Tấn Đạt? Tấn Đạt trả lời. Có. Rồi. Bây giờ lấy phần này rồi á thì có phải là mình lấy cái 11 này mình chia cho 7 lấy phần lẻ thế bằng mốt của cái ô này. Mốt của cái ô này là mốt là chia lẻ ha, lấy cái này phẩy 7 ha. Phẩy 7 có nghĩa là chia 7 đó. Thì có phải là bằng 11 mà chia 7 là bằng 1 dư 4 đúng không? Enter. Đó, nó 4 nhưng cái số này không có số lẻ. Không có số lẻ, không lấy số lẻ. Rồi. Có bình thức xuống. Đúng chưa? Ok. Hiểu bài không bạn Thanh Thảo? Nguyễn Thanh Thảo. Dạ hiểu thầy. Rồi. À, thành tiền số tuần thì nó gần cộng số ngày đơn giá ngày trong bảng đơn giá ngày thuê ngày 5% và giảm 5% thành tiền cho những khách hàng thuê từ 3 tuần trở lên. À rồi. Thứ đầu tiên là mình cứ chơi cái trò này trước, số tuần như đơn giá tuần cộng số ngày đơn giá ngày trước. À. Nhưng mà đơn giá đây. À thầy dạy các em hàm V lúc cấp H lúc cấp chưa nhỉ? À thầy thôi không sao cả. Bây giờ đây. Bằng này. Số tuần này nhân đơn giá tuần này. Nhân đơn giá là nhân ô này đúng các em? Đúng cả lớp. Đúng chưa? Phát. Đúng chưa? Phát. Đúng. À. Cái này nhân này. Nhưng mà cộng với lại ô này ngày lẻ nhân với lại ô này nhân ô này. Công thức vậy đúng chưa? Đúng chưa Phát? Đúng cái gì? Thế bây giờ kéo công thức xuống thì sao? Thầy kéo công thức xuống thì nó làm sao? Phát trả lời coi. Thầy kéo công thức xuống thì nó chạy sao? Ừ.
Nếu thầy kéo, thầy kéo xuống thì cái ô 17 này nè, cái ô 17 nó có chạy không? Thầy kéo thức xuống ô 17 nó có chạy không? Kéo xuống thì C3, E3 nó thành E mấy? Kéo thức xuống E3 thành E4, C17 thành C10 mấy? C18, như vậy sai. Cái này phải sửa làm sao cả lớp? Chi? F4 này. À, cái này cố định thì nói cố định đi, nhấn F4 là cố định. Nè. Cố định ha. Cố định như này ha. Rồi cái ô 18 này á cũng cố định luôn đúng không các em? Đúng không ạ? À? Đúng cả lớp. Đúng rồi. À. Đó, như vậy là bạn Đạt nãy chưa hiểu bài nha. Enter. Rồi, như này á công thức là chưa đủ ha. Theo cái bài tạm thời là như này, nhưng đề nó còn nói là giảm phần trăm thành tiền cho những khách hàng thuê từ 3 tuần trở lên. Cho nên mình phải nhân được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Mình nhân với lại một cái if đúng không? Nhân với một cái if đúng không các em? Nhân với một cái if nếu nó có hai trường hợp, nếu mà thuê 3 tuần á thì là giảm mấy phần trăm? Giảm 5%, thì nếu mà cái số tuần này mà lớn hơn mấy? Lớn hơn bằng gì? Bằng 3, để nó là bằng 3 phải không? Giảm 5 khách hàng từ 3 tuần lớn bằng 5 đúng không? Nếu là lớn hơn 5 thì phải giảm 5%, giảm 5% đúng không? Có nghĩa là nhấn 0.95. 95, còn nếu không là lấy 1. Các em hiểu được công thức này không? Có nghĩa là nguyên cái này mình nhân với một con số nhỏ hơn 1, 0.95 là nhỏ hơn 1, có phải là giảm không? Còn nhân 1 là chính nó. Đúng cả lớp. Đúng à? Nếu mà cái ngày của nó lớn hơn cái số tuần lớn hơn 3. Số tuần lớn hơn 3 thì mình giảm 5%, có nghĩa là nhân một con số nhỏ, là mình lấy cái này công thức if mình thầy dạy rồi. Nếu cái này đúng thì nó lấy cái vế này thì nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 1 cũng là giảm, chính xác 5% là không, còn 0.95. Còn nếu mà không giảm thì lấy là 1 thì nhân với chính nó. Bạn Thanh Thảo có hiểu bài không Thanh Thảo? Dạ hiểu thầy. Rồi enter copy công thức xuống. Phim nóng copy công thức là cần chôn gì các em? Cần chôn gì để tiếp nó copy công thức xuống? Cần chôn D. Đúng rồi, cần chôn D. À, các em hay quên quá, thầy giảng bài các em cứ quên hoài vậy ha. Không học bài á. Từ lúc online cái này các bạn có ý thức khác liền á, thầy xử đấy ha. Rồi. À, đây mấy cái kết quả gì đây, mấy cái hàm sum hả? Mấy cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Ủa? Nó vậy hả? Lúc nhận thức nó có vậy hả? À, tính tổng cộng cho các cột số ngày thuê, số tuần, số ngày. À đây là sum hả? Đây là tổng ở đây phải không? Tính tổng ngay chỗ nào? Tổng ngay chỗ nào các em? Chỗ ngay chỗ tổng cộng này chứ là kết quả người ta cho trước. À, kết quả đây không có tổng cộng đâu. Thầy không nhìn thấy số tổng cộng. À, có cái tổng cộng ở đây nè. Tổng cộng đây nè, đúng không? Tổng cộng đây bằng gì đấy? Bằng sum đúng không các em? Bằng sum như này. À, một là các em viết bằng sum từ đến đây. Đúng không? À, như này. Đúng không các em? Xong em copy công thức đây. Hai là em không gõ công thức mà em chọn thẳng đây nè. Cái này auto sum là nó tự cộng sum cho mình. Auto sum, auto trung bình, auto đếm, auto max, auto min ha. À, sum đây. Đó, là nó sum từ trên dưới, đúng không? Giờ mình copy công thức sang phải thì mình cầm đây mình quét sang tay phải, đúng không các em? Hoặc là mình quét đây mình cần chôn gì đấy? Cần chôn R đúng không các em? Nhớ không ạ? À, thầy dạy đây quét chọn đây, quét sang đây, mình nhấn cần chôn R nó copy công thức sang phải. Ha. À, đây nè. Cần chôn R ha. Là cần chôn right. Rồi, à, tính tổng rồi, định dạng và kẻ khung cho bảng tính. Định dạng kẻ khung thì các bạn biết làm rồi, thầy không phải chỉ ha các em. Cả lớp nhớ cái này chưa? Biết làm cái này rồi ha, cả lớp. Nhưng mà các em đi làm thì cái chỗ này này, các em phải định dạng cái chỗ này. Cái kiểu của nó là cell style. Thì kiểu này title, kiểu title, đây là title. Các bạn phải chọn kiểu title nha. Còn cái này á, cái này cái kiểu này, thì các bạn phải chọn cell style. Các bạn chọn heading màu cho thầy. Lớp hiểu bài không các em? Hiểu bài chưa? Cái này là phải định dạng như thế nha. Còn cái tổng cộng này, tổng cộng này thì các bạn phải chọn cái kiểu của nó là gì đấy? Total. Nhớ thầy nói chưa các em?
Rồi sang tiếp. Một bài nữa, giảng bài nữa. Hết chưa nhỉ? Hết chưa? Giao bài số 5, sang bài số 5 trang 220. Bài 520. Định mức đối với họ dân thường. Định mức cho khu vực 1. Ký tự cuối của bên trái là 1, trái 1 là 50. Khu vực 2 là 100, khu vực 3 là 150. Đối với kinh doanh, khu vực 1 là nhiêu đây, khu vực 2 nhiêu đây, khu vực 3 nhiêu đây. À, bài này rất hơi phê. Như vậy là mình phải kiểm tra rất là phức tạp, đúng không? Công định mức là bằng này. Nếu bằng đầu tiên mình cộng lấy cái, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là kinh doanh và trường hợp thứ hai là gì đấy? Là gì đấy? Dân thường. À, đầu tiên mình cái kiểm tra từng thằng thôi. À, nếu mà có hai điều kiện là cái đoạn n này, điều kiện thứ nhất là right của cái ô này, đúng không? Right của cái ô này, mấy cái tự các em? Phải một cái tự hay hai cái tự? Một này, chỉ có một và hai thì mấy cái tự các em? Một cái tự, đúng không? Right cái này bằng mấy? Câu hỏi đặt ra. Ra cái này nó sẽ là cái gì đây? Nếu ra cái ô này, nó ra cái gì đây bạn? Như Quỳnh. Yeah. Ra cái này ra cái mấy? Nếu ra cái này ra cái mấy? Thầy dạy hàm ra chưa Quỳnh? Cái này thầy dạy rồi. Hàm ra. Thầy ra là lấy bên gì đấy? Bên phải. Lấy bên phải. Thế ra cái này thì ra bên phải. Lấy một ký tự ra cái gì đây? Ủa mắt thường nhìn thấy mà. Rai của ô A3 này nè, một ký tự mà, là ra cái gì? Sao đấy? Hả? Quỳnh Phương trả lời. Quỳnh Phương. Dương Ngọc Quỳnh Phương. Alo, Dương Ngọc Quỳnh Phương tương tác. Dạ. Cái này ra được cái gì đấy? Ra cái này ra cái gì đấy Phương? Ra được mức của D3. Khoan, ra cái này ra được chính xác là con số gì đã, nói thầy nghe coi. Chết rồi, học như vậy chết rồi, không hiểu bài rồi. Thanh Diễm đâu? Ra cái này ra cái gì? Dạ, ra số 1 thầy. À, ra cái này có nghĩa là lấy bên phải một ký tự thì ra số 1. Đúng cả lớp. Quỳnh và Phương, hiểu bài chưa? À, thì có ra cái này một ký tự thôi mà Quỳnh nó không nhận ra được thì học cái gì đây Quỳnh. Ra này ra một nhưng chưa thôi các bạn. Đây ý của em là bằng một. Ý của em là bằng một thế này. Câu trả lời không phải đâu các em ơi. Ra của cái này thì nó ra mong đợi của em là bằng một nhưng thực ra nó là chữ một. Tại vì nó cắt ở đây ra nó là chữ một. Cho nên em không thể bằng một được. Mà muốn bằng một thì em phải chuyển cái chữ một này, chuyển chữ một này thành số một nhá. Ra như này nó ra chữ một này, nó ra như vậy này. Nó ra này là chữ một. Cho nên là em muốn so sánh bằng 1 thì em phải làm động tác gì đấy? Chuyển là dùng hàm gì đấy các em? Hàm gì các em? Ba gì? Value. Đúng không? Hàm value. Đó là nó là số 1. Câu này hơi phê. Nếu cái này là điều kiện thứ nhất. Nếu cái này bằng 1. Điều kiện thứ nhất đúng không? Right của cái này đây. Đóng mặt đây. Điều kiện thứ nhất chưa được các em? Điều kiện thứ hai nó phải là hộ kinh doanh. Ở kinh doanh mà nếu mà nó gì đây DT đó. Nếu cái này là một, thứ hai là bên phải, đây là bên trái là DT, là dùng hàm gì đấy, hàm lép của cái này. Nếu cái này lép của cái ô này, lép của ô này phải hai ký tự đúng không? Lép hai ký tự mà nó bằng cái chữ gì đấy, dân thường, hoa thường thì cũng được các em nhé. Đấy, đóng của hàm n đây, đóng của hàm n đây, hình như thầy value để sai rồi, value của hàm right để value sai rồi, value của hàm right phải lỗi đây, value phải để trong này, value của cái hàm right này đúng không, value của hàm right bằng 1 và lép của nó là dân thường, hiểu đây chưa? Ok chưa? Theo kịp chưa? Yeah, rồi. Nếu nó như này thì
mình xét nó lại là nếu là một như này thì là bao nhiêu? 50. Đúng không em? Đúng chưa? Là 50. Đúng chưa? Nếu không phải mình lại viết tiếp lại y chang như này, lại if tiếp như này. Copy cái if này cho nó nhanh ha. Này, copy cái if này. Nếu như này. Nếu như này nhưng mà nó là không phải bằng 1 mà nó bằng mấy? Bằng 2. Mà cái số này không phải bằng 1 mà nó bằng 2. Thì nó là bao nhiêu các em? Thì lấy bao nhiêu? Bằng 2 là 100, đúng không các em? Bằng 100. Và nếu không phải nữa, nếu không phải nữa thì lại if tiếp. Đúng không? Lại if tiếp. Lại if tiếp. Lòng ở đây. Nếu mà nó như vậy mà nó bằng mấy? Bằng mấy đây? Bằng 3. Không phải bằng 1 nữa mà bằng 3. Bằng 3 thì mình bao nhiêu đây? 150. Đúng không? 150 phải 150. Từ đến đây các bạn hiểu bài không các bạn? Rồi, đây là trường hợp thứ nhất là nếu mà nó là họ gì đây? Họ dân thường nha. Nếu mà cái này bằng 1 và dân thường thì là 50. Nếu này bằng 2 và dân thường thì 100. Vẫn bằng 3 mà dân thường thì 150. Đến đây hiểu bài chưa? Hiểu chỗ dân thường rồi chưa? Alo. Các em hiểu cái dân thường rồi chưa? Rồi, trường hợp tiếp theo là nếu phải là if tiếp. Nếu cái này á nó bằng 1. Nếu bằng 1. Bằng 1 mà là nếu mà nó không phải trường hợp này mà cái này là 1 mà cái này là kinh doanh. Cái này là kinh doanh. Đúng không? Có hai điều kiện bằng 1. À, kinh doanh bằng 1 và kinh doanh thì là 200. Đúng không? Phải thì cái này lấy bao nhiêu? Nếu này đây mình dùng ít chứ, ít đâu rồi, còn đâu mất rồi. Nếu cái này đây mình phải cái gì ít đâu rồi, ít đây, ít cái này bằng như này kinh doanh thì mình lấy phải 200, đúng không các em? Đúng không? Ít cái này bằng 1 và cái này bằng kinh doanh, không phải nữa thì còn các cái trường hợp khác thì là 200, còn các trường hợp nữa bằng 2 cũng như này. Nhưng mà cái này là bằng 2. Ít nữa bằng 2. Và cái này là kinh doanh. Cái này là kinh doanh. Kinh doanh. Thì mình sẽ lấy mấy trăm? Lấy mấy trăm đấy? 300. Phải 300. Còn nếu không phải các cái trường hợp này thì là mấy trăm? 450. Tất cả trường hợp là 450. Ha. Đóng một cái hình như đây mình thiếu hàm end đâu rồi. Đóng hàm end đâu? À đây rồi. Đóng một cái if này. Đóng hai cái if này. Đóng 3 cái if này. Đóng 4 cái if này. Xem đúng đủ chưa? Xem rõ, các em cùng rõ thấy nhá. Sau mở cái if ở đây có cái ngoặc này dư. If này. If này end này. Từ đến đây là đúng chưa? Chuyển cái số này đúng không? If này, cái này và diện tích này. Thì là 50. Nếu đây dư cái đóng ngoặc này. Nếu mà cái gì đây? Cái này bằng 2 và như vậy thì 150, if vẫn dư cái n này, dư rất nhiều ngoặc. À, cứ cái if này thì dư một cái n, dư một cái ngoặc. Cứ cái if thì dư một cái ngoặc, nên thầy phải xóa bớt cái ngoặc đi. Đấy. À, mở một cái if, mở hai cái if, mở ba cái if, mở bốn cái if. Mở 5 cái if mình phải đóng 5 cái. Đây mới đóng mấy? 4, thiếu 1 cái nữa. Đóng cái nữa là 5, enter. Đấy thì cái công thức này nó rất là phê, rất là dài. Và các em, tôi cần các em nhìn để cho nó rõ. Các bạn đã rõ cái này chưa? Thấy Excel nó có phê không? Thì cái if nó đơn giản đấy, có phê không hả Ngọc Hân? 14 Nguyễn Thị Ngọc Hân. Em thấy phê không? Dạ có. Nhưng mà các em nhìn vào cái if này các em hiểu bài được chưa? Dạ. Ừ. Có gì các em xem lại cái phim thêm ha. Dạ. Hữu Khang đang làm gì đấy? Có coi bài không? Hữu Khang hiểu bài không? Ngô Hữu Khang 20. Dạ. Có hiểu bài không? Dạ, hiểu rồi. Rồi.
sang cái tiêu thụ bằng số mới trừ số cũ. Cái này có biên thức xuống, phím nóng là Ctrl D ha các em, Ctrl D. Rồi tiêu thụ bằng số mới, bằng số mới chỉ trừ đi số cũ. Cái bài này in nguyện ít hơi phê ha. Rồi có biên thức xuống, double click ha. Rồi, nó dư nó chạy đây, xóa này đi. Rồi tiền bằng tiêu thụ nhân dân giá, trong đó nếu km nhỏ hơn tiêu định mức thì là giá nhiêu đây, ngược lại cứ mỗi km vượt định mức là giá nhiêu đây, đúng không? Trong định vẫn tính là nhiêu đây, cứ mỗi km vượt định mức là nhiêu đây. Rồi như vậy thầy hỏi các em như này nhá, lúc này thầy có một câu hỏi để em đọc cái câu hỏi đó em hiểu ha. Ví dụ như cái ông này là định mức của ông là bao nhiêu, là 100, đúng không? Mà ông tiêu thụ 270 thì có phải cái trục số em vẽ như này đây, em vẽ ở đây thì đây là 0, đây là 100, đây là 270, đây là 100. Như vậy cái ông này thì ông đóng cái khúc này trong định mức này, đúng không? Còn cái khúc này là còn bao nhiêu? 170 là ngoài định mức, các em hiểu bài không? Trong này ông thu tiêu thụ và ông mức định mức của ông 100 này, mà ông tiêu thụ 270 là 270 đây, thì cái định mức của ông là 100 đây, thì nguyên cái khúc này thì nhân giá bình thường, nhưng mà cái khúc này là giá vượt định mức, mà giá vượt mức đây là 170. Lớp có hiểu bài không? Bạn Nguyễn Thị Hồng hiểu thầy nói chỗ này không? Nguyễn Thị Hồng số 17 trả lời. Nguyễn Thị Hồng đang làm gì không trả lời? Alo, Nguyễn Thị Hồng đâu, có nghe được không? Giơ tay. Em nghe được, thầy thấy không? Em không thật. Em alo, Nguyễn Thị Hồng 17. Thế sao em không giơ tay mà sao mãi em mới trả lời thế? Em có hiểu em, hiểu cho thầy giảng này không? Thầy cái màn hình của em ở đây mà, nãy em quay ra ngoài cửa thì em học cái gì đấy? Em đang có điện thoại. Em đang ngó trên điện thoại hả? Không ạ, ý là em mua cả điện thoại ấy thầy. Học còn nhìn máy tính chứ, vậy em có làm, em có mở máy tính không? Có thầy. Cứ thế thì em thấy em ngó đi chỗ nào chứ không phải ngó thầy về giảng bài ha. Chú ý nha, xong rồi thầy đánh vắng ha. Không học là thầy đánh vắng là trừ điểm ấy. Đây như vậy. Thì có nghĩa như vậy thì chỗ này mình sẽ giải quyết làm sao đây? Nếu là em thì em giải quyết công thức này làm sao đây? Mời bạn thử xem nào. Mời bạn thử xem nha. Thủy Tiên đâu rồi? Màn hình cho đen thôi đây. Thủy Tiên đâu rồi? 48 Thủy Tiên trả lời coi. Dạ. Nếu là em đặt công thức làm sao bằng gì đấy? Dạ em sẽ bằng là tiêu thụ. Bằng tiêu thụ. Làm sao nữa? Nhưng ít. Bằng ít chứ? Bằng ít chứ? Đầu tiên phải ít trước chứ? Ít này tiêu thụ này. Sao? Dạ. Tiêu thụ nếu mà bé hơn hoặc là bằng cái định mức. Nhỏ hơn hoặc bằng định mức. Ok, chính xác. Thì rồi. Thì lấy tiêu thụ, đúng không? Lấy tiêu thụ, dạ, đúng không? Nhân với gì đây? Dạ, nhân cho định mức. Nhân cho đơn giá. Dạ, đúng rồi. Nhân cho đơn giá, mở đơn giá có là 1, 2, 4 gì? 1, 2, 4, 2. Nhân với lại mở gì? 1, 2, 4 gì? 4, 2. Đúng chưa? Còn nếu dạ, không phải, nếu không phải. Nếu không phải, thế là còn lại là dân cho. Còn lại là như thế nào? Còn lại là như thế nào? Tiêu thụ dân cho. Vậy, còn lại mà sao lại tiêu thụ? Còn lại là lấy tiêu thụ trừ đi định mức. Tiêu thụ trừ định mức thì mới ra 170, thì mới ra 100, đây này còn một này, lấy tiêu thụ trừ đi định mức là 100 này, thì còn 170 nè. Dạ. Đó. Dạ rồi. Tiêu thụ trừ định mức được bao nhiêu, xong nhân với gì đây? Dạ, dân cho đơn giá. Đơn giá là bao nhiêu? Dạ, 2060. 2060, chính xác đây, 2060 này, không? 2060. Dạ. Đúng không? Câu này thì các em làm được. Ủa, cái gì đấy? Chú đóng ít, tự nó đóng cho thầy. Rồi. Đến cái câu tiếp theo. Thuê bao bằng 5% tiền điện. Thì câu này dễ rồi. Nhưng mà nhớ bằng thuê bao bằng tiền điện đây nhân 5%, nghĩa là nhân bao nhiêu đây? Mà một bạn Nguyễn Văn Hoàng Thiện
Nguyễn Văn Hậu dạ, nhân cho 5%, hay dạ nhân cho 0,95. Ồ đâu có giảm đâu, nó bảo nhân 5% mà, 0,95 là nhân cái con số dạ, vậy nhân cho 0,05. À 0.05, ở đây của mình là 0.05 ha, chứ không có phẩy. Việt Nam mình gọi là phẩy nhưng mà ở cái hệ thống của nước ngoài nó gọi là 0.05 nha. Đỗ Thị Phúc tập trung đi nhá, Đỗ Thị Phúc đang dòm đi đâu đó, không tập trung nha Đỗ Thị Phúc. Rồi phải trả, phải trả tiền điện cộng thuê bao và làm tròn đến hàng trăm. À, hàm làm tròn thầy dạy các em chưa? Hàm tròn thầy dạy cả lớp chưa? Alo. Chưa. Ồ hàm rau thầy dạy rồi mà, thầy nhớ hàm rau thầy dạy rồi mà. Hàm rau. À, nhớ, có dạy thầy. Ừ, hàm rau thầy dạy rồi. Bạn cứ quên hoài à, bằng này à, tiền điện cộng thuê bao à, tiền điện đây cộng thuê bao thì bằng sum, bằng sum ha, sum của tiền điện thuê bao. Mặc dù các em dùng cộng được nhưng mà trong công thức thì nó dùng làm sum ha, thì cái này nó ra là con số, và con số này có số gì đấy, có số lẻ và có số không lẻ, và nó bảo làm tròn đến hàng gì đấy. Thầy nhắc ở chỗ này nha, bằng này, bằng này à, sum, sum hai chỗ này nháp đây để các em hình dung ra ha, sum hai cái ô này có biểu thức xuống đây. Thế thì nó bảo là làm tròn đến hàng gì đấy, đến hàng trăm, thì cái đây là 20 thì đây nó chỉ thành còn gì đấy 200 thôi, chứ nó không bỏ mất 20. Các em hiểu ý không, hiểu ý chỗ này không? Đấy. Nếu làm tròn hàng trăm thì có phải nó bỏ cái 20 đi không, nó bỏ cái gì nó còn sum cái ô nào đấy, vậy rồi sum, sum của cái gì đấy, sum của hai ô này, tiền điện tiền thứ ba phải không? Ok, tiền điện và tiền thuê bao. Rồi, ok, có bình thức xuống. Thì cái này nếu mà làm tròn hàng trăm thì cái này còn là cái số dưới là 700 đúng không các em? Còn cái này 328 thì nó làm tròn thì nó là 104 với 300 đúng không các em? Đúng không? Như vậy mình bằng hàm rao, bằng là rao của sum, sum của từ đây đến đây, sum hai ô này được một số làm tròn hàng trăm phẩy trừ hai nhé, trừ hai là làm tròn hàng trăm, trừ một là tròn chục, trừ ba là hàng nghìn nha các em. Enter. Rồi các em nhìn lại xem có đúng không, các em nhìn lại xem đúng chưa, đúng chưa? Đây là làm tròn này nhưng mà cái số này rất khó đọc. Em nhớ định dạng của thầy, định dạng của thầy, các em vào number này, number này à, các em chọn cho thầy custom này ha. Nhưng mà tiền này là tiền Việt hay tiền gì đấy, chắc tiền Việt, em custom này. Cái này nó không nói nhưng mà mình làm luôn nhé. Thì các bạn chọn cho thầy cái kiểu thăng, phẩy, thăng, thăng không như này là giúp mình cái hàng nghìn. À, cần thiết em cho thêm nháy đây, Việt Nam đồng. Là mình định dạng ra, định dạng ra cái thăng, phẩy, thăng, thăng không là dấu phân cách hàng ngàn, mình dễ đọc em, enter. Đó, đây này, 41.700, thấy không? Còn đây là 367.700 đồng. Sao theo kiểu các em? Đỗ Thị Phúc có hiểu bài không? Dạ thầy. Có hiểu bài không em? Dạ hiểu. Rồi. Đó nhớ là hàm rao đó ha. Rồi tổng cộng thì đương nhiên rồi, như thầy nói hồi nãy mình dùng hàm sum, auto sum này cho nó nhanh ha. Rồi enter. Khi mình gõ xong cái này, mình quét cái này ha. Dạ. Đó, cái này. Rồi mình làm gì đấy? Rồi mình nhớ là định dạng cái này á là kiểu gì đấy? Cell, kiểu title. Cái này định dạng kiểu nó là quyết định 1. Cái này định dạng nó kiểu là cell, kiểu total. Đấy. Dạ. Xong rồi chưa? Xong chưa? Rồi, bây giờ các bạn là ngồi các bạn làm hai bài này. Trong hai bài này thì thầy giảng có cần bài này nữa không? Bài này có nhanh không, để giảng luôn. Giảng luôn cái bài này cho nó nhanh đi ha. Luôn cái bài này cho nó đang cái tiêu thụ viết này cho nó rồi. Tiêu thụ bằng số mới trừ số cũ bằng số mới trừ đi số cũ ha. Đó, câu này thì dễ. Rồi. Tiền nước.
tiền nước bằng tiêu thụ nhân đơn giá, trong đó đơn giá được tính theo phương pháp lũy tiến như sau: từ 10 đến 40 thì giá này, từ 40 đến này thì giá này, trên cái này thì giá này. À, như vậy thì mình bằng này, bằng này, bằng này, đơn giá nhân tiêu thụ, à, đơn giá nhân tiêu thụ, nhưng mà trong đó đơn giá thì có vấn đề, ha, à, đơn giá này bằng nếu này, nếu này, đơn giá này, cái đơn giá không phải bình thường, được. Nếu mà cái tiêu thụ từ 0 đến 10, nếu mà tiêu thụ từ 0 đến 10, có nghĩa là nếu gì đấy tiêu thụ nhỏ hơn bao nhiêu, nhỏ hơn 40 đến lũy tiến từ hả, tiêu thụ 1 thì đây phải nhỏ hơn bằng, nhỏ hơn bằng 40 luôn, ha. Nếu cái này nhỏ 40 thì mình sẽ lấy 4800 kèm theo, kịp chưa? Phải. Nếu mà cái tiêu thụ này nữa, nếu tiêu thụ là D3 này mình gõ vào cũng được, D3 mà nhỏ hơn bao nhiêu, từ nhỏ 60, mình không có 41 nữa, nhỏ 60 nó bằng 60 chứ, bằng 60 thì mình lấy bao nhiêu, 9200. Còn nếu không phải thì trên 60 là trên 60 rồi, thì mình lấy thẳng luôn, không cần ít nữa, là mình lấy bao nhiêu, 1111123 số 0. Đây là đơn giá, cái này là đơn giá. Các em hiểu cái đám đơn giá này không? Lúc này tính đơn giá, các em hiểu bài chuyện, hiểu bài không? Mời bạn Cẩm Thương, Bùi Thị Cẩm Thương có hiểu bài không? Cẩm Thương, Bùi Thị Cẩm Thương lên tiếng. À, cái này và xong mình nhân với gì đấy? Nhân với tiêu thụ thôi, nhân với tiêu thụ thôi. Đơn giá là nhân tiêu thụ thì có tiêu thụ đây. Mà bây giờ nó bị che khuất chỗ này không chọn được, đúng không? Thì đây là D mấy đấy? D3 thì mình gõ từ D3 vào, không sao cả, enter. À, thầy giáo thiếu đóng ít á, thầy thiếu đóng mấy ít ấy, đóng lại cho nó, đóng ít vào đây. Nếu vậy là đóng một cái ít, đóng hai cái ít, ha, enter. Rồi, có biên tích xuống. Rồi, phụ phí biết rằng tiền nước nhân phụ phí, trong đó phụ phí thì quy định bằng bảng ở phụ phí này, ha. À, giờ ông lại rắc rối. Như vậy là nếu mà từ 40 á, thì ông như này, còn nếu dài thì như vậy, thì cái phụ phí mình phải là bằng, nếu mà cái tiêu thụ của em á, tiêu thụ này mà nhỏ hơn bằng 40 thì mình lấy 2%, đúng không? 2% là 0.0 gì, 0.2. Còn nếu mà cái tiêu thụ của mình, tiêu thụ là ô này mà nhỏ hơn bằng 60 thì phí tiêu thụ của mình là bao nhiêu đây các em? 0.3 0.3. Chỗ này nhìn trong sách em thấy 0.3, à, thì lấy 0.03. Còn nếu không phải là mình lấy thẳng luôn là 0.05. thì cái này có các em hiểu cái phần trăm tiêu thụ chưa? Theo cái phần trăm tiêu thụ này, đúng không em? Đấy, nhân với tiền nước, xong bắt đầu được bao nhiêu rồi mình nhân với tiền nước. Tiền nước là cái ô gì đấy? Tiền nước là ô này. Ô này nó che khuất là sao đấy? Ô này là ô che nhiều này, OC, OD, OE đúng không? Là E mấy? E3. Nhân với E3. 3. À, thầy thiếu cái ít. Thiếu cái ít, đóng của ít ra, đóng của ít. Đóng của ít, đóng hai cái. Một đóng của cái nữa. Rồi, cái này không có đóng. Đấy, em theo kịp không? Nếu mà cái này nhỏ hơn 40 thì lấy 0.2, phải để nói này. Nếu từ nhỏ 60 thì mình sẽ lấy 0.3. Nếu mà không thì cái giờ 0.5 nhân với lại tiền nước thì cái đề nó nói mà. Đó. Câu bình thức xuống. Rồi. Phí trả tiền nước cộng phụ phí thì cái này bằng sum. Bằng sum của hai cái ô này. Dạ. Tổng cộng thì bằng sum lại tiếp. Câu này dễ. Rồi, bên dòng phải chạy tự nó chạy luôn hả? Rồi. Rồi các em định dạng cho đẹp mắt.
À, cái file này là các em có rồi đúng cả lớp. Alo. Dạ có rồi. Rồi giờ các em làm ha. Em ngồi các em làm hết cái bài này cho thầy. Có nào hay gì?